nay chúng ta sẽ học một đề tài mà Chúa cho, đó là thành công từ trong những cái thất bại. Amen. Thường chúng ta thất bại thì chúng ta hay bỏ cuộc, phải không? Dạ, chúng ta không có đeo đuổi. Nhưng mà Chúa nói rằng có những người họ thất bại, nhưng mà sau đó họ rút kinh nghiệm để đi tới một cái sự thành công, một sự chiến thắng rất là vinh quang trên đời sống của họ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên trong Chúa, cái điều gì tưởng như chết, Chúa làm cho nó sống. Cái quan trọng chúng ta có vững vàng để đeo đuổi cái điều đó hay không thôi. Để thấy được sự lạ lùng trong công việc của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Cái điều này mới là cái điều lạ nè. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Kỳ rồi chúng ta học rằng hãy cẩn trọng khi ở trong sự hiện diện Chúa, phải không? Thì chúng ta biết rằng ở trong Kinh Thánh, ai là người ham thích cái sự hiện diện Chúa trước? Rất là ham thích cái sự thờ phượng, là cái sự hiện diện Chúa. Dạ, vua David. Ông khao khát, từ hồi là người chăn chiên. Ông đã biết đàn và biết hát với những bầy chiên kìa. Lúc đó có một mình ông với bầy chiên thôi. Nhưng mà ông vẫn hát, vẫn ngợi, khen Chúa ở ngoài đó. Và khi lên làm vua, ông vẫn giữ được cái tấm lòng đó, quý vị ơi. Quan trọng là khi mình trở thành một cái địa vị khác, mình có giữ cái tình yêu ban đầu với Ngài hay không? Phải không? Như hội thánh Laodice, Chúa nói rằng, hội thánh Ephesos, Chúa nói rằng, họ bỏ đi tình yêu ban đầu rồi. Cho nên David, khi ông chăn chiên, trải qua những cái thời gian đau khổ nhất, bị bắt bớ nhiều nhất, và sau đó Chúa dựng ông lên để làm vua. Và khi làm vua rồi, ông ao ước rước hòm giao ước của Chúa về. Saul không có ao ước cái điều này, nhưng mà David ao ước cái điều này. Ông không phải muốn cái sự hiện diện Chúa ở trên đời sống mình, không phải cái sự thờ phượng Chúa ở trên đời sống mình, mà ông còn muốn cả đất nước Israel thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông muốn cả đất nước này trở thành một đất nước của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì ông kinh nghiệm rằng khi thờ phượng Đức Chúa Trời, Ngài làm nhiều điều lớn lạ trên đời sống ông. Và chính cái điều này, hội thánh cũng chúng ta cũng đang đeo đuổi, phải không? Đang đeo đuổi để hội thánh của chúng ta và cả Nam California này trở thành một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà khi mà Chúa ngự bước vào rồi thì Ngài làm tất cả mọi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ông ao ước, ông khao khát cái điều này. Dạ, khao khát cái điều này. Cảm ơn Chúa. Và ông làm cái điều gì? Hôm nay chúng ta sẽ tra xét trong ba đoạn Kinh Thánh. Đó là Samuel 2 đoạn 6 từ câu 1 tới câu 11. Cái đoạn thứ hai là Sử ký thứ nhất đoạn 13 từ câu 1 tới câu 14. Và cái đoạn thứ ba là Sử ký nhất đoạn 15. Sự cu mang của David. Không những sự cu mang mà sự khát khao, sự thèm khát từ ở trong đáy lòng của ông. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi qua Indonesia, tại sao buổi chiều người ta đi làm về mệt rồi, nhưng mà người ta vẫn dẫn gia đình đi vào ở trong tháp canh vậy? Phải không? Đáng lẽ ta nghỉ ngơi chứ, ta phải nấu nướng để chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Nhưng mà người ta dẫn con cái của mình, không những họ, mà dẫn con cái họ để đi vào tháp canh cầu nguyện, ngồi đó vậy. Tại họ đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Họ không thể nào bỏ đi. Họ rất là thèm khát sự hiện diện Chúa. Và họ đặt ưu tiên cái điều này. Và họ biết rằng chỉ ở trong đó, con cái họ mới có thể theo Chúa mà thôi. Họ biết được con cái đã cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa rồi, thì không có điều gì mà thỏa mãn bằng khi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên tránh đi những cái sự cám dỗ khác của đời này, phải không? Dạ, cảm ơn Chúa. Thì bây giờ David khao khát, David bắt đầu hành động. Khi chúng ta khao khát thì chúng ta bắt đầu hành động ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta mở ra Sử ký nhất. Dạ, đoạn 13. Dạ. Sử ký nhất đoạn 13 từ câu 1 tới câu 4. David làm gì? Chúng ta thấy rằng ông chuẩn bị, khi ông ao ước rồi
Cái phần thứ nhất là bắt đầu ông chuẩn bị để rước hòm giao ước. Ông chuẩn bị và chúng ta xem coi ông chuẩn bị như thế nào. Hôm nay tôi sẽ nói ba phần. Cái thứ nhất là sự chuẩn bị rước hòm giao ước là thứ nhất. Cái thứ hai là về phần thất bại. Và cái thứ ba là cái phần rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho lần rước hòm giao ước lần thứ hai. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy ở trong sự ký nhất đoạn 13, ông làm cái điều gì trước nè? David hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân cùng các nhà lãnh đạo. Cái phần thứ nhất là ông bắt đầu ông họp lại, phải không? Những người chỉ huy của nghìn quân và trăm quân của những người lãnh đạo. Và cái thứ hai là David nói với toàn thể dân Israel: nếu các ngươi thấy điều này là tốt đó, và đến từ Đức Chúa Trời của chúng ta, nếu các ngươi thấy điều này là tốt và điều này đến từ Đức Chúa Trời của chúng ta đó, thì ta sẽ sai đến cùng tất cả anh em khắp các xứ Israel, cùng các thầy tế lễ và người Lê Vi ở trong thành và có đồng cỏ chung quanh để mời họ họp lại. Ông nói với dân sự rằng nếu các điều này là điều tốt và điều này là đến từ Đức Chúa Trời thì ta sẽ nói tập hợp lại cả những thầy tế lễ, những Lê Vi đó, họ tập hợp lại để họp với chúng ta, rồi chúng ta sẽ đi rước hòm giao ước, phải không? Thì chúng ta thấy cái câu kế tiếp á, cái lý do nào mà ông muốn rước hòm giao ước, cái câu ba bi đó, dạ, vì trong thời Sao-lơ chúng ta không ai đến trước hòm giao ước mà cầu khẩn Đức Chúa Trời. Nguyên cái thời Sao-lơ, chúng ta thấy không, là 40 năm, Sao-lơ là vua 40 năm trên dân Israel, không ai đến trước hòm giao ước để cầu khẩn Đức Chúa Trời. Và khi ông David nói cái điều này thì dân sự thấy tốt không? Tốt quá. Chúng ta thấy tốt không? Tốt quá. Rất là tốt. Và ai nấy cũng đồng ý phải đi. Họ bước đi. Dạ. Cảm ơn Chúa, họ bước đi rồi chúng ta qua họ đi như thế nào? Cách họ đi như thế nào? Dạ, chúng ta qua Samuel ha. Đoạn 6 từ câu 1 đến câu 5, họ chuẩn bị họ đi như thế nào? Bây giờ ai cũng đồng ý hết rồi. Toàn dân hiệp một lòng với vua rồi. Bây giờ họ đi. Dạ. Samuel nhì đoạn 6. David tập hợp tất cả những người đã được tuyển chọn trong Israel. Chúng ta thấy được khoảng bao nhiêu? 30.000 người đó. 30.000 người, chưa kể là quân lính ở dưới bộ hạ của ông đó nha. Dạ, 30.000 người. Và họ đi đến Bela. Nếu mà tính theo tới thời kỳ David này là trên 70 năm rồi. Dạ, tại vì khi mà thời Sao-en họ đã đau buồn 20 năm rồi ở đó, nhưng mà Sao-en cũng không thể nào rước được, phải không? Rồi cả cái thời Sao-lơ 40 năm cũng không rước, phải không? Cho nên tới thời David, David thắng trận rồi, David mới rước về. Cho nên cộng lại trên 70 năm hòm giao ước ở tại chỗ này. Dạ, cảm ơn Chúa. Ở nhà của Abinadab đó thì bây giờ ai nấy cũng mừng vui quá, phải không? Sau mấy chục năm nghe hòm giao ước của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dân sự rất là vui mừng. Và ông vua tập hợp lại và đi tới đó để họ rước hòm giao ước. Dạ. Và chúng ta thấy họ rước như thế nào. Rồi vua lên đường cùng với tất cả thuộc hạ tới Ba Lê, dạ, là Kiriat Jearim đó, nãy chúng ta nói đó, để rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về. Đó là hòm mang danh Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng ngự giữa cherubin ở trên đó. Họ đặt hòm giao ước của Đức Chúa Trời lên một cỗ xe mới. Chúng ta nhớ không? Đi rồi dân Philippines, họ để trên chiếc xe bò, phải không? Rồi có hai con bò cái dẫn đi. Thì bây giờ David đi rước cũng vậy nữa, cũng đóng một chiếc xe mới đàng hoàng, không phải đơn giản đâu nha. Đứng đóng một chiếc xe mới và cũng bò, phải không? Bò chở đi một cỗ xe mới và để cái hòm giao ước lên. Và tại vì nhà của ông Abinadab ở trên đồi, cho nên họ phải đi từ ở trên đồi đi xuống. Và lúc đó thì Usa và Aliho đó, là con của Abinadab, dẫn cỗ xe mới, hai người này dẫn. Tại vì
Abinadab là tiên tri, là thuộc nhà Lê-vi, và hai đứa con của họ cũng là thuộc nhà Lê-vi đó, không phải là dân thường đâu quý vị ơi. Dạ. Rồi lúc đó thì David làm gì? Nhảy múa phải không? Toàn thể cái câu năm đó, David và toàn thể dân Israel nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời, vui lắm. Chúng ta tưởng tượng 30.000 người là dân Israel, chưa kể là quân tướng của David nữa. Tất cả mọi người nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy, chúng ta tưởng tượng ra cái hình ảnh không? Vui không? Rất là vui, một không khí thật là vui, giống như là một không khí của sự chiến thắng. Họ vui mừng, vui mừng tại hòm giao ước đã ở đó lâu quá rồi, họ không được đến trước hòm giao ước để thờ phượng. Họ vui mừng lắm, rất là vui mừng. Dạ, cảm ơn Chúa. Vui còn hơn như hơn ngày hội nữa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy mọi sự diễn ra rất là tốt đẹp ha, rất là tốt đẹp trong không khí vui mừng. Nhưng mà tới câu 6, chuyện gì xảy ra? Dạ. Khi tới sân đập lúa của Na-côn thì chuyện gì xảy ra? Vì những con bò bị dắp chân, cái xe nó nghiêng, phải không? U-sa bắt đầu đưa tay đỡ hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Ông ở phía sau, anh ông phía trước, và nó ngã qua vậy. U-sa đưa tay đỡ hòm giao ước á, phải không? Ông là làm điều đúng không? Chúng ta nhìn rất là đúng, tại vì nếu không đỡ, nếu không đỡ, không đưa tay ra thì cái hòm ngã là sao? Phải không? Cái hòm nó khoảng chừng 1 thước 1, bề cao 6 tấc và bề ngang 6 tấc. Phải không? Cho nên nó ngã xuống vậy, cho nên ổng phải đưa tay lên. Cái phản xạ mình cũng vậy à. Phải không? Mình đứng vậy mình cũng đưa tay lên để đỡ hòm giao ước. Cái điều ổng làm, mình nhìn không có điều gì sai hết. Nhưng mà câu số 7, Đức Giê-hô-va nổi cơn thạnh nộ với U-sa. Đức Giê-hô-va đánh phạt ông vì sự vi phạm này. Có nghĩa là khi U-sa đưa tay lên đỡ hòm giao ước là đã vi phạm. Mà vi phạm điều gì? Phải không? Ông làm điều tốt mà. Và ông chết ngay hòm giao ước, quý vị ơi. Đức Chúa Trời đã nổi cơn thạnh nộ vì U-sa phạm tội này. Và U-sa đã ngã lăn ra chết ngay hòm giao ước. Chúng ta tưởng tượng một không khí tưng bừng vui vẻ, phải không? Đùng một cái, Đức Chúa Trời làm cái điều đó. Mọi người sợ không? Sợ lắm. Rất là sợ, tự trở thành một nơi tan chế, một sự khóc lóc. Mà nếu mà nhìn theo mắt mình, người này làm đúng, không hề làm sai. Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên có khi trong công việc của Chúa, Chúa cũng dạy tôi, có khi con thấy đúng, con làm, nhưng mà chưa chắc là ý của ta. Thật sự là như vậy. Nhiều khi chúng ta thấy đúng lắm, đó là đúng, như cái ông U-sa này, ông làm đúng, trước bao nhiêu người đúng, nhưng mà không phải ý của Chúa. Cảm ơn Chúa để trong mọi đường lối chúng ta cẩn thận, cầu nguyện, cầu hỏi ý Chúa. Đừng bao giờ chúng ta thấy cái điều đó tốt mà chúng ta làm. Nguy hiểm lắm. U-sa đã qua đời vì ông đã đưa tay ra đỡ hòm giao ước. Có phải Đức Chúa Trời ghét ông không? Dạ. Nhiều người nói Đức Chúa Trời yêu thương, tại sao U-sa làm vậy mà Đức Chúa Trời không yêu thương? Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta thánh khiết nè. Tại vì U-sa đã đụng tới sự cái thánh khiết của Ngài. Anania với Sapphira, hai vợ chồng ngã lăn ra chết khi hai người nói dối. Phải đụng vào sự thánh khiết của Ngài không? Đụng vào sự thánh khiết của Ngài. Dạ, cho nên khi mà Chúa một cái sự hiện diện đầy ắp ở nơi chúng này, coi chừng chúng ta đụng vào cái sự thánh khiết của Ngài đó. Cẩn thận quý vị ơi, đừng coi thường. Tại vì nơi đây là, mình cầu nguyện nơi đây là ngài ngự, cho nên bước vào đây với tấm lòng kính kiền. Đừng coi thường, đây là một ngôi nhà nhỏ mà nơi đây có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở nơi chốn này. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất là đặc biệt ở nơi chốn này. Tôi nói cái điều này mà Ngài ứng chứng ở trong lòng tôi. Dạ, Ngài không phải ngự nơi cao sang, nhưng mà nơi nào tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật, Ngài ngự nơi chốn đó.
Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết rằng khi mà tra xét lại tại sao Usa chết. Dạ. Chúng ta tra xét lại ở trong Kinh Thánh cái điều gì vậy? Cái điều gì sai trật ở đây? Phải không? Cái nguyên nhân Usa chết tại sao? Chúng ta mở ra Dân Số Ký đoạn 4 câu 4. Chúng ta biết rằng Gia Cớp thì có 12 người con, phải không? Và trong 12 người con đó có Lê-vi. Và Lê-vi sanh được 3 người con, đó là Gẹt-xôm, Kê-hát và Mê-ra-đi. Và chúng ta biết rằng Môi-se và A-rôn ở thuộc chi tộc của Kê-hát, gia tộc này nè. Và họ là những người Chúa biệt riêng để phục vụ ở trong nơi chí thánh. Dân Số đoạn 4 câu 4 là công việc của con cháu Kê-hát phục vụ đền tạm, coi sóc các vật chí thánh. Một cách rất là rõ ràng ấy, tại vì ba người, phải không, ba bộ tộc á, thì ba gia tộc thì sẽ phụ trách một nơi khác nhau. Riêng Kê-hát á thì coi sóc ở nơi chí thánh. Và chúng ta biết rằng họ coi sóc thôi, nhưng mà Chúa dặn kỹ như thế này ở trong câu 15, đoạn 4 câu 15. Sau khi A-rôn và các con trai người đã phủ nơi thánh và vật dụng thánh xong, khi trại quân sẵn sàng ra đi, thì con cháu Kê-hát phải đến để khiêng vật dụng đó, nhưng họ không được đụng vào. Thấy chưa? Họ không được đụng vào vật thánh đó, kẻo phải chết. Đó là những vật dụng trong liều hội kiến mà con cháu Kê-hát phải khiêng đi. Có nghĩa là khi mà chuẩn bị dời ở trong đồng vắng, mỗi lần mà chuẩn bị cụ trụ may cất lên á, thì bắt đầu đền tạm phải đi theo. Và khi đền tạm đi theo thì con của A-rôn mới vào đậy lại, phải không? Mới đầu đậy lớp da cá nược, sau đậy lớp da màu xanh, đậy lên xong rồi bắt đầu lấy cái đòn khiêng xỏ vô. Và người Lê-vi á, thuộc cái gia tộc cái ác là chỉ lợi khiêng thôi, không được đụng vào. Nếu họ đụng vào thì họ phải chết. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao Usa chết? Usa đụng vào. Usa biết cái điều này không? Dạ. Yeah. Những người Lê-vi họ biết cái điều này. Phải không? Họ biết cái điều này đó. Đụng vào là chết, cho nên đụng vào chỉ là những thầy tế lễ của dòng A-rôn thôi. Còn những người Lê-vi chỉ kê dai mà khiêng. Kê dai mà khiêng thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Ở trong từ câu 17 tới câu 20 đó, Chúa còn dặn kỹ nha. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn rằng: đừng để gia tộc Kê-hát bị tiêu diệt khỏi bộ tộc Lê-vi. Phải không? Con phải cẩn thận nha. Hãy cẩn thận, đừng để cái bộ tộc Kê-hát này bị tiêu diệt. Tại vì họ đang hầu việc nơi chí thánh đó. Đây là điều con phải làm để họ được sống, không phải chết khi đến gần vật chí thánh. A-rôn và các con trai phải đến nơi thánh, phân chia công việc cho mỗi người, và các vật dụng họ phải khiêng đi. Nhưng người Kê-hát không được xem các vật thánh dù chỉ một lát, kẻo họ phải chết. Chúng ta thấy không? Họ là người chỉ đến để khiêng, họ không được quyền vào đó nhìn vô. Phải không? Không được đụng mà cũng không được nhìn nữa. Đó là quy định của Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Usa đã đụng vào cái sự thánh khiết của Ngài. Mặc dầu Ngài rất yêu thương, nhưng mà Ngài cũng rất là thánh khiết. Và chúng ta biết là Usa con của Abinadab, hen, thuộc dòng dõi Lê-vi. Cho nên chúng ta là những thầy tế lễ, chúng ta nên biết luật của Đức Chúa Trời, quý vị ơi. Không thể nào chúng ta đi lơ tơ mơ được đâu. Đi lơ tơ mơ là chúng ta gieo cái điều gì, chúng ta sẽ gặt cái điều đó. Đừng bao giờ nói tại sao tôi đi theo Chúa mà tôi bị điều này, bị điều kia. Tại vì tôi không tra xét ý muốn của Ngài ở trên đời sống mình là như thế nào. Có phải vậy không? Dạ, cảm ơn Chúa. Ngài không tư vị. Đây là Lê-vi đó, không phải là dân thường. Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên ở trong Ô-xuê đoạn 4 câu 6, dân ta sẽ bị tiêu diệt vì gì? Vì thiếu sự hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết, đừng nói là tại tôi thiếu sự hiểu biết.
các ngươi sẽ bị diệt. Tại vì tất cả mọi điều, sự dạy dỗ đã nằm ở trong đây, ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng, vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên ta không để ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa. Vì ngươi từ chối sự hiểu biết, có đó, nhưng mà các ngươi từ chối, không muốn biết, thì các ngươi sẽ không được làm thầy tế lễ của ta nữa. Vì ngươi quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, nên ta cũng quên con cái ngươi. Phải không? Quên con cái ngươi. Ngươi đã quên luật pháp của ta. Cho nên gia đình Hê-li, Hê-li đã quên luật pháp của Chúa, và Ngài đã quên con cái của ông, bằng cách họ đã bị chết cùng một ngày, hai người con. Phải không? Cho nên chúng ta là những thầy tế lễ của Chúa, hãy tra xét lời của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận quý vị ơi. Một cách cẩn thận để chúng ta biết rằng mình có làm đúng hay không. Tôi cầu nguyện để trong một cái đợt training này, mỗi người chúng ta tra xét. Bất cứ chúng ta làm cái điều gì, tôi cũng cầu nguyện rất là nhiều. Chúa ơi, chúng con làm thấy đúng đó, nhưng mà chúng con muốn làm theo ý của Ngài, đi trong ý của Ngài. Ý của Ngài muốn sắp xếp như thế nào, không phải do chúng con. Mặc dù thấy đúng, nhưng hãy cẩn thận quý vị, tại bài này Chúa dạy như vậy. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận, không những tuần này mà trong những ngày sắp tới. Phải không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Chính vì điều này mà Chúa nhắc nhở chúng ta, hồi nãy Anania và Sapphira rồi phải không? Và Chúa nhắc chúng ta rằng, vì lý do đó mà anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11, cái đoạn này nói về tiệc thánh phải không? Khi chúng ta ăn tiệc thánh, chúng ta phải xét lấy mình. Phải không? Để khi các anh em ăn bánh và uống chén ấy, phải không? Phải tự xét lấy mình trước khi chúng ta ăn bánh và uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy, thì ăn uống sự xét đoán cho mình. Đây là cái sự thánh khiết của Ngài, không phải coi thường. Phải không? Không có coi thường sự thánh khiết. Đây là thịt và huyết của Chúa đó. Cho nên Chúa nói có lắm kẻ bệnh tật, phải không? Có lắm kẻ ngủ, phải không? Có lắm kẻ đau yếu. Tại sao? Tại vì họ không phân biệt thân Chúa, mà họ ăn bánh uống chén đó. Cho nên họ ăn uống sự xét đoán cho mình. Phải không? Cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh của Chúa với tấm lòng kính kiệt, xét tội mình và những cái mối quan hệ chung quanh của mình, mình đã làm cái điều gì. Còn không, chúng ta sẽ bị bệnh tật, tật nguyền ngủ, có nghĩa là chết đó quý vị. Mà chúng ta không biết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến trên mỗi đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết cái nguyên nhân nào rồi, phải không? Chúa không có cho người Lê-vi đụng vào, không cho người Lê-vi nhìn vào, phải không? Amen. Cảm ơn Chúa và Usa đã dấp vào cái điều này. Tại sao Chúa cho phép cái điều này xảy ra? Nhiều khi Chúa nói, Chúa ơi, ổng rất là thương Chúa, ổng làm điều này mà. Tại sao Chúa làm như vậy? Chúa làm có nặng quá không vậy? Phải không? Nhiều khi mình nghĩ theo ý mình, Chúa ơi, tại sao Chúa làm điều này? Ngài có làm điều này phạt nặng với Usa không? Usa yêu mến Chúa mà. Chúng ta biết rằng một người chết, bao nhiêu người học hỏi được một bài học. Phải không? Mấy chục ngàn người học hỏi được bài học. Chúa cho phép điều này xảy ra để cứu mấy chục ngàn người kia. Còn nếu không, họ sẽ làm điều sai. Cho nên cái điều gì xảy ra trên đời sống mình, để mình học hỏi, để giúp đỡ trên đời sống của những người khác nữa. Cảm ơn Chúa. Và sau khi cái điều này xảy ra rồi, David như thế nào? Cái tấm lòng David như thế nào? Ông có học được bài học đó chưa? Ông chưa học được bài học này. Phải không? Ông nhìn cái cảnh này thực tế, ông nhìn bằng mắt ông, ông không chấp nhận được. Chúng ta trở lại Sử ký 13 đoạn câu 11. David buồn giận vì Đức Chúa Trời trừng phạt Usa. Ông vừa buồn, ông vừa giận. Giận Đức Chúa Trời, tại sao Chúa làm điều này? Phải không?
buồn và giận Đức Chúa Trời. Đây là điều mà tôi thấy nơi David. Dạ. Yeah. Ông đã bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu người tới, phải không? Đi rước với tinh thần rất là vui mừng, hăng hái. Mà đụng cái Chúa làm vậy. Ông vừa buồn và giận. Và ông còn đặt nơi đó là Beres Usa, có nghĩa là trừng phạt. Đức Chúa Trời đã trừng phạt Usa cho tới bây giờ. Cái địa điểm nó tới bây giờ luôn. Dạ. Yeah. Và hôm ấy, không những buồn giận, câu 12, David sợ hãi Đức Chúa Trời. Buồn giận rồi đưa tới sợ. Không dám rước về luôn. Không dám rước hòm giao, không dám. Làm sao ta dám rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào nhà ta được? Chết chóc như vậy làm sao ta dám rước? Ông bỏ cuộc đi về. Và chúng ta biết hòm giao ước đi đâu, đi vô đâu không? Dạ, đi vô nhà Obed Edom, ở đó 3 tháng. Dạ. Và khi mà ở trong đó rồi, Chúa ban phước cho Obed Edom dư dật trong 3 tháng đó. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, đôi lúc chúng ta làm điều tốt ha. Tưởng chừng như tốt trước mặt Đức Chúa Trời, tưởng chừng như Đức Chúa Trời đẹp lòng, nhưng mà chúng ta thất bại. Quý vị có cái điều này không? Tôi có đó. Nhìn tốt lắm, nhưng mà nó đã thất bại. Và đôi lúc mình nói, Chúa ơi, tại sao thất bại? Con đâu có làm gì cái điều đó, xét ra tốt mà, phải không? Như David như vậy, buồn, giận, sợ, bỏ cuộc, đi về, không rước luôn. Một cái sự thất bại ê chề trên đời sống không? Phải không? Thất bại ê chề. Cảm ơn Chúa. Mình thấy là ông bỏ cuộc xong rồi đó. Nhưng mà khi về nhà, sau cái sự buồn phiền đó, ông lại đứng lên, lại khao khát tiếp. Phải không? Khao khát Ngài tiếp. Cái sự khao khát đó ông trỗi lên và ông muốn Ngài trở về tại thành thánh này. Phải không? Và ông làm gì quý vị? Chúng ta qua đoạn 15. Bắt đầu ông trở về, ông tra xét kinh thánh. Coi ông thất bại ở chỗ nào. Phải không? Ông trở về ông tra xét. Sau khi ông cất cung điện xong rồi, ông cũng cất cái một cái liều để đựng hồ, để chứa hòm giao ước nữa, chuẩn bị cho hòm giao ước nữa, phải không? Và ông tra xét kinh thánh. Cảm ơn Chúa. Quý vị có thấy tra xét kinh thánh ông ở câu số 2 đó, ông phát hiện ra điều gì? Dạ. Bây giờ David nói, ngoại trừ người Lê Vi không ai được khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã chọn họ để khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và phục vụ Ngài mãi mãi. Ông tra xét nó chỉ có người Lê-vi được khiêng. Còn cái này ông còn chở xe bò, nó đâu có khiêng đâu. Tại sao ông chở xe bò? Tại vì ông bắt chước dân Philippines chở xe bò. Dân Philippines không biết họ chở bằng xe bò thì được. Nhưng mà ông đã biết luật mà ông cũng bắt chước dân ngoại để làm thì sao? Nhiều khi chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta thấy dân ngoại làm, chúng ta bắt chước á. Chúng ta bị mà chúng ta không hay. Tại chúng ta là người biệt riêng của Đức Chúa Trời rồi. Mà chúng ta vẫn bắt chước người ngoại, thấy người ngoại làm tốt đẹp chúng ta bắt chước theo, mà chúng ta quên tra xét kinh thánh. Ông thấy là người Lê Vi khiêng á. Phải không? Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Và khi ông biết được cái nguyên nhân rồi, nguyên nhân này rồi đó, thì ông bắt đầu trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Và lúc đó ông nghe tin rằng Đức Chúa Trời ban phước cho Obed Edom dữ lắm. Ông thấy được cái lỗi ông, mà ông thấy người kia được ban phước nữa thì sao? Thì sự khao khát của ông muốn không phải là ban phước cho ông, nhưng mà về tới nơi thành của David rồi á, thì ban phước cho cả dân sự của Ngài. Không phải ban phước trên một cái nhà thôi, nhưng mà ban phước toàn thể đất nước nữa. Dạ. Yeah. Cái sự khao khát này, ông biết rằng khi Đức Chúa Trời mà ngự vô nơi nào, Ngài ban phước nơi đó. Khi mà Chúa Đức Trời ngự vào tấm lòng quý vị, Ngài ban phước cho quý vị. Khi ngự vào gia đình, Ngài sẽ ban phước gia đình. Ngự vào hội thánh, ngự vào đất nước, Ngài sẽ ban phước nơi chúng đó một cách dồi dào.
cảm ơn Chúa, đó là ơn của Ngài đó. Dạ. Thì bắt đầu ông nói điều gì? Ở trong câu 13 đó, ông cho mời tất cả những thầy tế lễ Sa Đốc. Chúng ta thầy tế lễ ở cái gia tộc của Sa Đốc nha. Chúng ta thấy không, thấy thầy tế lễ gia tộc Aaron nữa ha. Tới khúc này nè, chúng ta thấy. Rồi Apitha và những người Lê Vi là Urien, Ayasa, Yoen, Simaza, Elien và cả Abinadab nữa. Dạ. Bắt đầu David mời tới. Ông tìm ra được cái điều này rồi. Bắt đầu ông mời những người Lê Vi tới làm việc. Lúc trước, cái đợt trước thì chúng ta thấy rằng ông bắt đầu bàn với những người quân tướng ông. Rồi dân sự, chúng ta quân tướng rồi tới dân sự. Nếu mà dân sự chịu thì mới tới thầy tế lễ Lê Vi. Còn bây giờ khác, cái sự chuẩn bị ông khác. Dạ, yeah. Bây giờ ông quay lại người Lê Vi trước, phải không? Người Lê Vi thầy tế lễ. Và ông nói với họ câu 12, các ngươi là trưởng của các gia tộc Lê Vi. Vậy hãy cùng anh em ngươi thanh tẩy đi. Phải thanh tẩy. Lúc bữa trước đâu có thanh tẩy đâu, đi thôi. Phải không? Chính mình để khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời Israel đến nơi ta đã chuẩn bị. Các ngươi phải thanh tẩy để khiêng. Vì trong lần trước các ngươi không khiêng hòm giao ước. Thấy không? Ông thấy được điều này. Các ngươi không khiêng. Tại vì họ là những người biết luật, họ cũng để cho David làm luôn hả? Họ cũng ỷ cho ông vua, phải không? Họ nhìn con người và họ không tra xét Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời. Tại vì những người thầy tế lễ Lê Vi phải cố vấn cho David, phải không? Để làm đúng như lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ vì tôn sùng David là vua quá, cho nên họ làm theo luôn. Cho nên cẩn thận coi chừng chúng ta tôn sùng con người và làm theo lời con người mà quên đi lời của Đức Chúa Trời. Phải không? Có những diễn giả nào đầy ơn nổi tiếng, chúng ta sẽ làm theo những lời họ nói. Nhưng mà nhiều khi những cái lời đó không có đúng trong Kinh Thánh quý vị ơi. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Chú dặn mình bữa nay đó. Amen. Đừng nhó cho những diễn giả nổi tiếng. Phải không? Cảm ơn Chúa nhưng mà ngó lời của Đức Chúa Trời. Ngay cả chúng ta đi bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ mà vừa nói chúng ta bị bệnh gì nặng là bắt đầu chúng ta nghe bác sĩ liền. Nhưng mà chúng ta quên đi lời của Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta cái điều gì. Phải không? Yeah. Amen. Cho nên mình nản lòng, mình thối chí lắm. Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Hay rớt vào con người, tự tin vào một con người đó và nghe lời người đó. Phải không? Thầy tế lễ Lê Vi đã sợ đi. Amen. Đã tin vào David, phải không? Bây giờ David đó, vì trong lần trước các ngươi không khiêng hòm giao ước, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trừng phạt chúng ta. Chính các ngươi đã không chịu khiêng, cho nên chúng ta mới bị trừng phạt. Vì chúng ta không cầu hỏi Ngài để biết cách làm cho đúng quy định. Lần trước không có cầu hỏi, không có cầu nguyện, thấy tốt là đi thôi. Phải không? Cho nên ông nói rằng thứ nhất là không khiêng, cái thứ hai là không cầu hỏi để biết ý định Ngài, để khiêng cho đúng cách của Chúa. Họ đã rút kinh nghiệm. Một kinh nghiệm này rất là lớn và một kinh nghiệm này rất là đau thương. Phải không? Không có câu hỏi để biết cách rước hòm giao ước làm sao cho đúng quy định của Chúa, mà cũng chẳng khiêng luôn. Thì hỏi làm sao mà Đức Chúa Trời không trừng phạt trên chúng ta được. Dạ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ ra rồi phải không? Ra nguyên nhân. Cái chỗ này nè, cái chỗ này là quan trọng nhất. Từ cái sự thất bại, bỏ cuộc, về tra xét Kinh Thánh để làm lại. Chúa muốn chúng ta làm cái điều này. Cái điều gì mà quý vị đã thất bại, đừng bỏ luôn. Đã thất bại mà quý vị đã bỏ rồi, xin Chúa nhắc lại, con đã thất bại cái điều đó là tại sao? Tại sao mà con thất bại? Con tra xét lời Chúa và ý của Ngài để Ngài giúp con thành công. Chứ nếu mà chúng ta đã thất bại, chúng ta bỏ luôn, lần sau chúng ta sẽ thất bại nữa. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Có amen không? Amen. Dạ. Cho nên kiểm tra lại, học được những cái bài học ở trong thất bại để làm sao nó thành công. Lời Chúa dạy gì chúng ta ở trong trường hợp đó? Hãy tra xét từng trường hợp nhỏ đi. Nhiều khi chúng ta list xuống để coi chúng ta thất bại cái điều gì, cái điều gì, cái điều gì.
và xin Chúa cho con biết. Và khi quý vị đã xin biết rồi, lần sau quý vị sẽ thành công trong cái phạm vi đó, quý vị sẽ không thất bại nữa. Còn nếu không, chúng ta sẽ thất bại tiếp, và thất bại tiếp giống như vậy, tại vì chúng ta chưa học điều gì ở trong sự thất bại đó hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, không có cầu nguyện, không có hỏi ý Chúa cách trước làm sao, cũng không chịu khiêng nữa. Biết rồi không? David biết rồi. Và khi họ gọi tới những người Lê-vi, thầy tế lễ, họ biết rồi. Bắt đầu họ chuẩn bị đi rước hòm giao ước lần thứ hai. Chúng ta thấy không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mấy tháng sau, họ chuẩn bị đi tiếp. Lần này rầm rộ hơn lần trước nữa. Không mắc cỡ, không bỏ cuộc, phải không? Đáng lẽ lần trước là một vị vua thất bại là mắc cỡ dữ lắm, tại vì ông là vua mà. Mắc cỡ với quần thần, mắc cỡ với dân sự, mắc cỡ với tất cả mọi người, các nước chung quanh láng giềng. Nhưng mà ông không kể điều đó là quý, phải không? Ông rút kinh nghiệm để làm sao có được Đức Chúa Trời trên đời sống mình thôi. Không bỏ cuộc. Cái sự ao ước, cái sự đeo đuổi trong sự hiện diện của Chúa ở trên ông không bao giờ khuyên giảm, và ông tiếp tục làm nữa. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta học cái điều này của David nè. Dạ. Yeah, cái điều này là cái điều thành công đó quý vị. Nhiều người ta nhìn thất bại, nhưng mà tôi nhìn cái khía cạnh này, tôi thấy ông thành công ở trong cái phạm vi này. Cảm ơn Chúa. Rồi bắt đầu chuẩn bị sự ký nhất, đoạn 15 phải không? Họ chuẩn bị, bắt đầu thầy tế lễ thanh tẩy chính mình ha. Họ chuẩn bị khiêng hòm giao ước. Nè, vậy các thầy tế lễ Lê-vi thanh tẩy chính mình, câu 14-15, ở trong đoạn 15. Các thầy Lê-vi dùng đòn khiêng, câu 15. Các thầy Lê-vi dùng đòn khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở trên vai mình, đúng như lời Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. Lúc này, kỳ này là đi sợ lắm, mà đã chết rồi sợ lắm. Cho nên họ dùng cái đòn khiêng, phải không? Y như lời của Chúa nói, dùng đòn khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời để trên vai mình. Khi họ khiêng, họ để lên cái vai, họ không dám đụng, họ không có dám gì hết. Dạ, cảm ơn Chúa. Còn David thì, và các trưởng lão, các cấp chỉ huy á, thì lên nhà của Obed-Edom rước hòm giao ước, và họ đi rất là vui mừng. Và ông David á, ở trong câu 16, ông còn truyền cho những người Lê-vi á, phải hát, phải đàn, phải không? Phải múa hát, dùng những nhạc khí như đàn lia, đàn hạc và đàn và chập chỏ nữa, cả kèn nữa. Những thầy tế lễ thì thổi kèn. Cho nên họ đi trong sự vui mừng, ca hát, đàn và nhảy múa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cho nên rất là vui mừng. Và chúng ta biết rằng những thầy tế lễ này á, trong câu 27 28 đó, họ mặc những cái áo tròn bằng vải gai mịn màu trắng. Phải không? Thầy tế lễ thì mặc áo tròn bằng vải gai mịn màu trắng. Nhưng mà David bữa đó có mặc đồ vua không? Không. Dạ, David bữa đó mặc đồ thầy tế lễ. Ông cũng mặc một áo tròn màu trắng như thầy tế lễ. Nhưng mà ông khoác thêm một cái AirPod ở trong mình nữa. Dạ, cái AirPod là một cái áo giống như một áo khoác dài. Và ở dưới những cái chân á, thì đính những cái chuông đó quý vị biết không? Đây là cái áo của thầy tế lễ thường phẩm, mà ông khi đi ra đi vào nơi thánh ông mặc, để ông không bị chết. Có những cái chuông ở dưới, có những hột lụ ở dưới đó. Cho nên David ngoài cái áo của thầy tế lễ thường màu trắng, ông còn khoác cái chiếc áo là gọi là AirPod nữa, ở trong đó nữa. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Một hơi chúng ta sẽ coi cái áo này. Dạ. Yeah. Bé John có cái áo này chưa? Có hả? Chúng ta sẽ coi cái áo này trước khi chúng ta đi tiếp ha. Dạ. Yeah. Amen. Cảm ơn Chúa. David và tất cả người Lê-vi khiêng hòm giao ước. Câu 27-28 tôi đọc. Những người ca hát và nhạc trưởng Kenania đều mặc áo vải gai mịn. David còn mặc thêm một AirPod bằng vải gai. Thấy không? David là mặc thêm nữa đó. Ngoài chiếc áo tròn của vải gai mịn, David còn mặc thêm một cái AirPod, phải không? Bằng vải gai nữa. Cho nên ông hai cái, phải không? Dạ. Như vậy toàn thể Israel rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va trong tiếng hò, tiếng tù, tiếng kèn, chập chỏ, vang dậy với tiếng đàn lia và đàn hạc. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi có thể tắt đèn. Dạ. Chúng ta thấy nè, đây là cái quần lót của những thầy tế lễ không ạ? Chú Mai.
Còn đây là cái AirPod nè. Đó, ở dưới này có những cái đính, phải không, những chứng, cái chuông đó ở đây, trái lụ ở đây, cho nên ông đi có thể lắc tới lắc lui khi mà vào nơi thánh á. Này là vào nơi thánh nè, chứ không phải là vào nơi chí thánh nha. Vào thánh là mặc đồ khác, người ta có thể nghe được, biết được là ông vẫn còn sống. Đó, chúng ta thấy. Còn cái đây là cái bảng để cho 12 chi phái, những viên ngọc là nguồn của những chi phái. Cái này cũng như là cái bảng tên đó. Còn đây nè, cái áo này nó nằm ở trong đây. Còn cái bảng này là bảng riêng. Đó, cái này kêu gọi là cái AirPod đó, AirPod của thầy tế lễ đó. Còn áo này là áo trong hen. Áo trong của này là quần trong. Đây là cái áo nè, dạ. Đó, cho nên đi vít mặt thêm cái điều đó. Được rồi con. Dạ. Dạ. Đây là cái áo của thầy tế lễ thượng phẩm khi vào nơi chí thánh, họ mặc áo này. Dạ. Mà áo trắng này cho nên họ bắt đầu họ dâng hương ở trong nơi chí thánh mà. Là áo này. Còn cái áo kia là ngoài nơi thánh. Dạ. Cảm ơn Chúa. Trời chắc được rồi Bột John. Cái này dâng ở ngoài này, cái nơi này là nơi chí thánh nha. Ủa nơi thánh chứ. Dạ, có cái bàn thờ dâng hương đó là nơi thánh. Cảm ơn Chúa. Tắt được rồi John. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy tại sao David không mặc áo vua. Áo vua đi rước cũng được vậy. Đi rước hợp giao ước. Áo vua đi cũng mặc được vậy. Đâu có gì sai. Phải không? Nhưng mà ông lột địa vị của ông xuống. Ông không kể mình là ai. Ông chỉ muốn là một tôi tớ hầu việc Đức Chúa Trời. Là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Hầu việc trong nơi thánh Ngài. Dạ. Bởi nhiều khi Minh Canh nói tại sao ông trần trụi, phải không? Trần trụi có nghĩa là ông không mặc áo vua đó. Chứ không phải là ông trần truồng, ông không mặc đồ cái gì vậy. Nhiều khi chúng ta thấy trần trụi, mình trần truồng là ông bà nói vậy đó. Mình nghĩ là ông trần truồng, phải không? Ông nói rằng hôm nay vua Israel được vẻ vang làm sao khi cởi trần trước mặt các nữ tỳ và đầy tớ mình như một kẻ không ra gì. Phải không? Minh Canh đã nói cái điều này là vợ ông. Bà nhìn qua cửa sổ từ trên xuống, ông thấy David không những mặc đồ vậy mà David nhảy múa. Nhảy múa, ông không còn biết cái điều gì hết. Ông nhảy múa, ông vui mừng, ông cám tạ Chúa rất là nhiều, phải không? Nhưng mà ông nhìn, bà nhìn xuống, không có ra vẻ một vị vua. Vì vua phải uy nghi cho người ta, phải tôn trọng, quỳ lại. Tại sao vị vua gì kỳ vậy? Không có ra một vị vua. Giống như những người thường họ nhảy múa, họ ngợi khen Chúa. Cho nên bà nói rằng tại sao cởi trần trước mặt các nữ tỳ, không biết mắc cỡ sao? Nhưng mà David thì không. Ông đã lột bỏ cái vị trí đó rồi. Cái địa vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Và ông muốn giống như những người khác, trần trụi trước mặt Đức Chúa Trời. Lột. Có đôi lúc chúng ta còn giữ lại mình là ai quý vị. Phải không? Khi đến trước mặt Chúa mình hay giữ mình là ai. Tôi là một người giàu có. Nếu mình làm business giỏi, mình vô là mình vô, mình không bao giờ mình hạ mình xuống đâu. Tôi là một người giàu có. Tôi là một người tôn trọng. Phải không? Hoặc là những, tôi thật thật thật, những thí dụ những cái vị trí mục sư cũng vậy. Họ nghĩ là cái áo mục sư, cho nên họ bước vào một cái, họ phải để cho người khác tôn trọng mình. Phải không? Những cái điều, cái áo đó nó ngăn chặn lại cái sự thờ phượng Chúa trên đời sống mình. Khi mình đặt mình ở vị trí cao trọng, ngay cả mình khi dễ cái người nghèo, mình cũng đang đặt mình ở vị trí cao trọng đó quý vị. Lột những cái áo đó ra đi. Hãy đến với Chúa bằng một cái sự khiêm nhường hạ mình, giống như David trong sự thờ phượng. Chúng ta mới gặp Ngài. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta là ai trước mặt Ngài. Chúng ta mới gặp Ngài mà thôi. Có những người thờ phượng, tại sao họ gặp? Tấm lòng họ hạ, họ tìm kiếm ở trong giờ thờ phượng họ gặp được. Còn những người tấm lòng vẫn cứng, tại họ nói ô nhảy múa gì thấy giống nít quá, phải không? Nhưng mà David sao? Là vua đó. Dạ, yeah. David là vua, nhưng là David đã lột ra
để David hạ mình xuống. Ông nói ông còn nói với vợ của ông á, Mi-canh á, ta còn hạ mình xuống nữa trước mặt Đức Chúa Trời, ta còn hạ nữa chứ không phải là chỉ vậy thôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết rằng 6 bước đầu tiên những thầy tế lễ đi để khiêng hòm giao ước, 6 bước đầu tiên họ phải dâng của lễ. Và họ ngừng lại, họ dâng của lễ xong họ mới đi nữa. Và chính như vậy Đức Chúa Trời ban phước cho họ, ban phước trên những người khiêng, ban phước cho những người Lê Vi. Và chính vì vậy họ đã đưa trở về đến liều của David một cách rất là an toàn, một cách bình an. Hòm giao ước đã đặt giữa liều mà David đã dựng sẵn rồi. Cảm ơn Chúa. Họ đã thành công, thành công trong sự vui mừng. Họ đã ăn năn, họ đã hạ mình, họ đã thấy được những cái lỗi lầm của mình. Và bây giờ họ bước đi trong sự dân phục, trong sự kính kiền, trong sự thứ tự mà Đức Chúa Trời đặt để. Họ đã chiến thắng. Đây là điều Chúa dạy chúng ta. Hãy đi cách này. Hãy đi cách này. Quý vị đừng bao giờ để công việc hơn giờ cầu nguyện. Bất cứ có bận gì chăng nữa, cầu nguyện trước quý vị ơi. Đừng bỏ giờ cầu nguyện để làm công việc nha. David không có cầu nguyện. David đã đi. Quý vị đây thấy có thành công không? Không. Lần sau David để giờ cầu nguyện. Và David biết được cái điều nào sai phạm, cái điều nào thất bại. Và David đã sắp lại những cái thứ tự ưu tiên, phải không? Và cuối cùng ông đã thành công. Hòm giao ước đã về với trại của ông rồi. Đây là một sự vui sướng, vui mừng cho dân Israel. Và chúng ta cũng vậy. Hãy đi rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời, giống như vậy. Ngài sẽ ngự nơi chỗ này. Không phải là Ngài đến, Ngài thăm viếng. Tôi cầu nguyện không phải Ngài đến thăm viếng, nhưng mà Ngài ngự. Cái sự chói sáng ở nơi ngôi Ngài ngự vinh quang lắm quý vị ơi. Chúa đã cho tôi thấy cái điều này. Khi Ngài ngự xuống, cái sự vinh quang tỏ sáng ở trong các phòng nhóm này. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là những điều mà Chúa nói. Hãy học sự thất bại của David để các con bước đi trong sự kính kỳ. Có một sự kết hợp giữa David với những người thầy tế lễ Lê Vi và dân sự, cũng như những tướng lãnh của David, có một cái sự hiệp một với nhau. Phải không? Thấy được cái sự yếu đuối, học được bài học và làm theo lời Chúa dạy. Hãy hạ mình và làm theo lời Chúa dạy. Và tôi ao ước rằng trong 2 ngày lễ này, 2 tuần, 2 ngày trong tuần lễ này và trong những ngày tới, chúng ta cũng giống như David, hãy lột tất cả những cái áo để ngợi khen Chúa. Phải không? Một cách vui vẻ, thỏ lòng. Đừng có nhìn bên nào hết. Hãy nhảy múa trước mặt Ngài như một đứa trẻ. Đừng nghĩ mình trẻ, mình già, mình như thế nào hết. Hãy nhảy múa trước mặt Chúa. Bình bệnh hoạn, bất cứ gì gì tôi nhảy không nổi, cứ làm đi quý vị ơi. Ở trong sự hiện diện Chúa, Ngài làm phép lạ. Đừng nghĩ tôi bị này, tôi bị kia, tôi không nhảy múa được. Hãy nhảy múa đi. Hãy nhảy múa, hãy làm đi. Hãy làm, hãy làm. Chúng ta sẽ thấy cái điều gì lạ lùng mà Chúa muốn làm trên đời sống mình bởi đức tin của mình. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta đứng lên. Chúng ta cầu nguyện.